một cảm xúc thực sự là bùng nổ trên sân vận động Hàng Đẫy. Một từ Tiến Linh và mang đầu dấu ấn của Park Hang-seo đó là không đường truyền dành cho Phan Văn Đức. 3-0 dành cho đội tuyển Việt Nam và Phan Văn Đức đã có bàn thắng tại giải năm nay. Siêu phẩm để chúng ta có thể thấy chiếc cúp gần hơn. Nhưng ông